Xin chào anh em, Tà Bóng Đá TV đã quay trở lại với anh em rồi đây. Vẫn như thường lệ, chúng ta hãy cùng đến với màn soi kèo hôm nay, trận đấu giữa Ajax Amsterdam và Liverpool. Cặp đấu diễn ra trong khuôn khổ lượt trận thứ 5 của UEFA Champions League diễn ra vào lúc 2 giờ ngày thứ năm 27 tháng 10 trên sân vận động Johan Cruyff của Ajax. Đây là cuộc đối đầu thứ tư của hai đội trong lịch sử. Trong 3 trận đấu trước, Liverpool giành được 2 chiến thắng và để thua 1 trận. Ở bảng A của Champions League năm nay, Liverpool hiện đang đứng thứ 2 ở bảng đầu với 9 điểm có được sau 3 trận thắng và 1 trận thua. Ở đấu trường châu lục, đội bóng áo đỏ đã ghi được 12 bàn thắng và để thủng lưới 6 bàn thua. Ajax xếp ngay sau với vòng loại 3 điểm kiếm được sau 1 trận thắng và 3 thua, ghi được 8 bàn và lọt lưới 12 lần. Ajax hiện vẫn đang được có phong độ ổn định ở giải quốc nội. Tuy nhiên, những màn trình diễn của họ ở cúp châu Âu lại gây thất vọng lớn. Trong năm trận đấu gần đây nhất, thầy trò Schroeder đã thắng 3. Đều là những trận thắng ở Eredivisie, họ thua 2 trận, đều là những trận thua đậm trước Napoli ở đấu trường C1. Tại Hà Lan, Ajax vẫn thể hiện mình là một trong những đội bóng mạnh nhất. Họ hiện đang có được vị trí đầu bảng. Sau 11 trận, Ajax có được 9 chiến thắng, 1 hòa và 1 thua. Ở trận đấu gần nhất tại giải quốc nội, Ajax có chiến thắng đậm đà 4-1 khi họ phải làm khách trên sân của Warwick. Còn ở C1, trận đấu gần nhất của họ, họ đã để thua Napoli 4-2. 38 bàn thắng là số lần phá lưới đối thủ của toàn đội Ajax, trong đó góp công lớn là Brian Brobley với 8 bàn và Steven Bergvai với 7 bàn. Lusan Tadic vẫn là nhạc trưởng đáng tin cậy của Ajax khi tuyển thủ người Serbia đã có được 7 kiến tạo bỏ túi. Theo kèo châu Á, Ajax đã thắng 3 trong 5 kèo đấu gần nhất và cả 5 trận này đều nổ tài. Liverpool thì lại có phong độ trái ngược với Ajax khi phong độ của họ ở Premier League gần như là không ổn định nhưng lại chơi tốt ở đấu trường châu lục. Trong 5 trận đấu gần đây nhất, thầy trò Klopp đã thắng 3 và thua 2. Trong số những trận thắng này có kết quả hủy diệt Rangers 7-1 ở lượt trận thứ 4 ở trận đấu gần nhất. The Reds đã bất ngờ thất bại trước đội bóng bét bảng Nottingham Forest với tỷ số 1-0. Với phong độ hiện tại, Liverpool vẫn dậm chân ở ngoài top 4, cụ thể là ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng. Họ có được 4 thắng, 4 hòa và 3 thua. Hàng công của Klopp đã ghi được 22 bàn thắng, dẫn đầu là Roberto Firmino với 6 bàn có được. Cầu thủ người Brazil vẫn đang dẫn đầu danh sách kiến tạo của đội chủ sân Anfield với 3 kiến tạo, ngang bằng với Mohamed Salah. Theo kèo châu Á, Liverpool mới chỉ thắng được 2 trong 5 kèo đấu gần nhất, nổ 2 tài và 3 xỉu. Mức tài xỉu nhà cái đưa ra là 3. Với phong độ ghi bàn không thật sự ấn tượng của Liverpool cùng với việc hàng thủ của The Reds vẫn tương đối vững chãi, việc cả hai đội cùng nhau ghi được từ 3 bàn trở lên là kịch bản khó xảy ra. Do đó, kèo xỉu sẽ là một lựa chọn hợp lý. Mức chấp nhà cái đưa ra Liverpool chấp 0.75. Liverpool hiện đang không có được đội hình tốt nhất và họ cũng chỉ cần hòa Ajax là chắc suất đi tiếp. Vậy nên có lẽ Klopp và các học trò sẽ chọn cách nhập cuộc thận trọng và không tấn công quá ồ ạt. Vậy nên một kết quả hòa là một kết quả dễ xảy ra. Do đó kèo handicap chúng ta nên chọn Ajax. Dự đoán Ajax sẽ kết quả 1-1 trên sân nhà trước Liverpool. Trên đây là một số nhận định của chúng tôi, còn quyết định là của anh em. Chúc cho anh em sẽ có một lựa chọn thật sáng suốt khi đặt cược vào hai trận đấu này. Đừng quên nhấn like và subscribe kênh của Tà Bóng Đá TV để cập nhật sớm nhất các kèo hay, hấp dẫn cả ở trong và ngoài nước nhé. Xin chào và tạm biệt, hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.